lúc mà thời gian trước chừng khoảng 3-4 năm trước trở về trước á, là mía ta trồng ở đây còn mía nhiều lắm, tới vụ là phải đi suốt, làm không ấy là không đi, người ta đợi người ta điện người ta hối dữ lắm. Cái nghề này anh làm công việc của anh này xưa giờ, hồi lúc trước là anh là thợ hầu, nhưng mà anh đã bỏ qua đây hai mấy năm nay rồi, anh làm công việc này anh rất là hài lòng. Nghe này dễ kiếm tiền nhưng mà làm giàu là khó, cũng không hiểu sao luôn. Lò rèn Hoàng Phúc đuôi đàn cho bố cũ bán cho bố mới đây cô bác ơi. Lò rèn Hoàng Phúc đuôi đàn cho bố cũ bán cho bố mới đây cô bác ơi. Mấy chuyện à. Cái này phải chịu cực khổ hay mới được, nói chỉ nhất là phải nóng, chịu nóng hay, không theo chịu nóng được là không có làm được cái này. Nóng cực khổ mà tắm, nhưng mà làm quen rồi từ từ nó đam mê, muốn bỏ không được. Thường thường anh đi xã Bình Thành, Hòa Mỹ, Thạnh Hòa, còn không mấy thì qua bên kia là Vĩnh Tường, Vĩnh Trung. Anh đi vòng vòng anh đi khoảng chừng 20 cây số rồi anh trở quay trở lại, trong ngày về với nó vừa đủ gì thôi chứ không có đi xa. Anh thô cái người thợ, tay nghề của người thợ là mình ta là máy gì cũng chất lượng, không thua là tay nghề mình làm kỹ lưỡng này nọ đồ cũng chất lượng. Chờ chứ chị bằng mối kẹt không có xài, cũng có lò rèn quen tới người ta làm cho mình, vì ta làm có tay nghề đó, lò rèn thì phải xài đồ phải bảo đảm rồi đó, tốt rồi đó. Có gì mình ví dụ có trục trặc gì mình nói ta sửa lại, còn như ta đi đường đó coi như nó qua rồi biết thượng ai. Đi mới không an toàn nha. Ok. Xong hai chú ơi. Dạ. Yeah, ok rồi. Mấy cái làm khi đồ nghề mình làm giá cái bà con người ta xài á, người ta thấy cảm thấy chất lượng đồ này nọ, người ta chờ đợi mình. Khi mình làm ra một cái sản phẩm mà khi mà một cái món đồ nào đó rất khó mà mình làm mình nắn ra được cái dao thì vui lắm. Bởi vì cái đam mê gì đó là không có bỏ nghề được.